Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì Tam Ca Bao Con Quạ xin gửi tới một tiết mục văn nghệ. Biết tiết mục gì không? Lan và Điều. Xin mọi người nổ một tràng pháo tay để chào đón danh ca Lan. Làng ơi xin em đừng cắt dây chun, đừng kéo quần lơ lưng. Điệp tìm đến làng để xin làng một ít bánh cho Điệp sống qua. Thấy sao? Không gặp ăn nữa thì Lan ấy trả lại ăn những đồng tiền ngày xưa ấy. Lan nghiền xù nở hay sao? Nếu mà Lan không trả lại thì Điệp sẽ đâm Lan vỡ bụng. Chạy đi. Đây mới là Điệp này. Điệp ngày nay là giáo viên dạy toán và là chủ nhiệm của lớp các em. Nào, bây giờ thì mời ba danh ca về chỗ. Hết giờ vui đùa rồi. Này, Lan của thầy đấy, chiều nào tan giờ, hai người cũng cùng chung bước. Anh này, hay là anh đến chỗ ông chú em xem thế nào? Khi em thấy anh dạy ở ngoại thành mãi thế này, chẳng ra làm sao cả. Thôi, cứ nghĩ đến cảnh nhờ vả người ta anh chán lắm rồi. Nhìn đây là chú em, có sao đâu. Mà anh định làm thầy giáo làng đến hết đời đấy à? Thì cả anh và em đều chẳng học sư phạm ra hay sao? Đành rằng là như thế. Nhưng anh cũng phải lo tương lai của mình nữa chứ. Anh định sống bằng mấy cái đồng lương quèn nhé. Người ta sống được, tại sao anh không sống được? Em phải hiểu con người anh không chịu được cảnh đi nhờ vả người khác. Thôi, chuyện đó để mai mình tính tiếp. Mình về nhà đi. À, hôm nay em phải đi đón cái Thanh, bạn em mới ở Nga về. Nó mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ đấy. Anh, thôi mà. Đi. Đi. Tôi nhắc lại, nếu em không thích học giờ này thì tự động ra ngoài. Tôi sẽ không ghi tên hay dùng bất cứ một hình phạt nào. Còn nếu đã ở trong lớp thì phải trật tự để tôi còn giảng bài. Nào, còn ai mất trật tự nữa không? Bây giờ tôi sẽ kiểm tra bài cũ. Có em nào xung phong lên bảng không? Mày liều thế, giơ tay, nhỡ cô gọi lên bảng thì sao? Chắc gì cô đã gọi, mà nếu có gọi, bảo em bị đau răng, không đọc được bài. Chứ nếu không giơ tay, cô nhìn mặt tao với mày, nghi ngay. Mặt thằng không học bài, trông gian lắm. Mời em Nguyễn Đức Huy. Em hãy nêu tính chất hóa học của canxi oxit. Bày đi chứ. Không nói được thì em biết ra vậy. Canh các chị giỏi thật. Tôi không ngờ đấy. Này, chiều nay anh em đi bắn chim đi. Chú Linh tao mới ở miền núi về cho tao cái nỏ oách lắm. Nỏ dân tộc đấy. Hôm trước chú ấy bắn một phát đi ngay một con ếch ở cách xa 50 mét. Thôi để hôm khác. Hôm nay bố tao về, mẹ con tao phải đi đón. Phải đấy, cho bọn tao đi với. Thôi, chúng mày về đi. Tao sợ không đủ chỗ. Mày đến nhà tao cũng được. Thôi, tao về đây. Tao về nhé. Chúng mày về đi.
Chú Sơn đã hứa xin việc cho anh rồi đấy. May thế không biết. Anh đi dạy thì khổ quá. Công sức mình bỏ ra nhiều mà đồng lương thì chẳng đáng là bao nhiêu. Nếu mà được, mình chỉ cần một chút quà cáp thôi. Mà việc đó anh không phải lo, cứ để đấy em. Thôi, theo anh nghĩ cứ để Thư Thư đã rồi mình tính sau. Anh thấy đi dạy thế này làm gì đến nỗi. Anh thì chỉ được cái bàn lùi thôi, không có thư thả gì hết. Em là em quyết rồi đấy. Anh hiểu ý em, nhưng bây giờ làm cái gì mà chẳng khó. Với lại nghĩ đến cảnh đi nhờ vả, anh thấy ngại lắm. Tại vì anh có bệnh sĩ. Bây giờ muốn có một công việc làm tử tế thì phải có mối quan hệ. Nói chung tất cả mọi người đều như thế, mình mà không như thế thì mình lạc lõng. Anh đúng là... Em có thôi đi không? Anh không thể chịu được cảnh phải đi cầu cạnh người khác. Có những việc người khác làm được, nhưng anh thì không thể. Hơn nữa, anh thấy công việc dạy ở trường đâu đến nỗi. Như thế mà không đến nỗi à? Đi 15 km mỗi ngày, đến một nơi tậm tịt như thế. Anh thấy không có gì đáng phàn nàn cả. Anh đang tính vào thẳng khu tập thể của trường để ở. Cái gì? Em thích Hoa Thiên Lý đúng không? Vậy thì sao? Anh đứng lại đã. Sao hả em? Nhiều khi em có cảm giác là anh hay thích làm cái gì đó khác người để thể hiện cái tôi, cái ngang của anh. Anh mà cứ khư khư giữ cái tính đó thì em cảm thấy khó sống quá. Không, lần này thì cảm giác của em sai rồi. Em đừng quá căng thẳng như thế. Anh nghĩ anh tự lo được cho công việc của mình. Thôi, mẹ đừng khóc nữa được không? Mẹ khóc thì có ích gì? Con cũng đang nấu hết cả ruột đây này. Mà sao mẹ biết chuyện bố như thế mà mẹ không kể cho con nhỉ? Mẹ nghĩ con còn bé, mà đây là chuyện của người lớn, nên mẹ nghĩ con cũng chẳng nên biết để làm gì. Mẹ nuôi hy vọng bố con sẽ nghĩ lại và quay về với mẹ con mình. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi. Bố con đã có một gia đình khác, một người khác thật rồi. Ôi trời ơi. Thế nào, võ sĩ đang luyện trưởng đấy hả? Thế nào, đã đi đón bố về chưa? Có qua gì không? Bố tao về rồi, nhưng không ở đây. Mày nói cái gì? Về rồi, tại sao lại không ở đây? Tao cũng chẳng hiểu nữa. Chỉ biết là ông ấy có vợ khác rồi. Sao mày biết? Thế có chắc không? Mẹ tao nói thế. Thế mày định thế nào? Nếu quả thật bố tao như thế, tao cũng chẳng tiếc. Nhưng chỉ thương mẹ tao, kiểu gì tao cũng phải làm cái gì đó. Nhưng tao chưa nghĩ ra được. Thế anh em đánh nhau, lúc nào cũng ba cái phim trưởng trong đầu, chết đấy. Thế thì để điều tra đã. Minh ơi. Dạ. Vào học bài đi con. Vâng, con vào ngay. Thôi, chúng mày về đi. Thank you.
viết gì đấy? Sách giáo khoa. Mình, em viết như vậy là có ý gì? Hay em ám chỉ tôi dạy không hay bằng sách? Chỉ cần học sách, không cần phải học tôi chứ gì? Thưa cô, em viết như vậy có nghĩa là nếu em không học thì bài vẫn còn trong sách. Em ra khỏi lớp ngay. Và chỉ được vào lớp khi nào mời phụ huynh đến gặp tôi. Xin lỗi cô đi. Thưa cô, em làm em chịu. Bố mẹ em không có lỗi mà cô bắt phải đến. Chịu. Tôi không hiểu học sinh của anh nói vậy là có ý gì. Nhưng em ấy viết thế là không được. Không có lý do gì để tôi châm trước cho em ấy. Tôi chưa từng gặp một học sinh nào như thế cả. Con trai mà chị, tôi thấy các em nó cũng có cá tính lắm. Ngày xưa chúng mình cũng quậy như thế cả thôi mà. Ngày xưa cha anh cũng nghịch lắm nhỉ. Vâng, chắc vậy. Thế còn chị? Tôi à? Anh đoán xem. Tôi thì chót thành tấm gương mất rồi, nên cũng chẳng dám chơi cái gì cả. Vâng, nhưng thôi chị ạ, chị đừng quá khắt khe với các em làm gì. Sao ngay khi tôi bắt mời phụ huynh đến thì em ấy lại đột ngay cho tôi một câu như thế? Tôi thấy cậu ta nói cũng đúng đấy chứ. Khi mình chưa làm cho học sinh kính nể, việc mình mời cha mẹ đến chỉ làm cho chúng thêm ghét mình thôi. Thôi được rồi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi xin lỗi chị. Tôi sẽ có trách nhiệm sao sát và bỏ ban các em. Chào chị. Mẹ ơi, con sang nhà thì chơi. Ai gọi mẹ bảo con bận việc dưới trường nhé. Này, dạ. Con với cái Thủy yêu nhau lâu rồi đấy. Nếu đồng ý thì để sang tháng mẹ tới nói chuyện. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu quá con ạ. Mẹ, sang bên đấy lúc nào con sẽ đưa mẹ sang. Còn chuyện cưới xin con chưa tính đến. Lúc nào bọn con nhất trí con sẽ thưa với mẹ sau. Thôi thì tùy anh chị, cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Còn chúng tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng. Tổ chức to thì không chắc, chứ một vài mâm để mời họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm thì mẹ lo được tất. À, con hiểu rồi. Mẹ đang muốn có cháu nội đúng không? Thôi, con đi với cái Thủy đi, đừng để nó đợi. Đi đi. Đài. Dạ. Bây giờ là thầy giáo rồi đấy nhá, không phải là trẻ con đâu. Mà lúc nào cũng nũng nịu mẹ. Vâng, con đi mẹ. Thế nào, mày có ghi đúng địa chỉ không đấy? Tao đã ghi rõ số nhà rồi, mà tìm mãi không thấy. Mày đưa tao xem nào. Đi làm vòng mãi, mỏi chân quá. Thế mà đòi làm thám tử. Đấy, tao đã ghi rõ số nhà 311 vào, mà tìm cũng không thấy. Hay đây là số nhà cũ, bây giờ người ta đánh lại số nhà mới, tốt nhất hỏi người dân ở đây. Chúng em chào thầy ạ. Ừ, chào ba danh ca. Sao giờ này mới đi chơi hả? Sao, sợ tôi nhắc chuyện lúc sáng chứ gì? Không sao đâu, chuyện vặt đi mà. Các em có người quen ở đây hả? Dạ, vâng ạ. Vẫn sớm. Hay là thầy trò mình kiếm hàng nước mía nào ngồi đi. Tôi thấy hơi khát. Sao? Đi nào, các cậu đừng ngại. Thầy mời cơ mà, đi. Em mời anh chị ạ. Thank you.
Rõ thật là chính đã đi chơi rồi mà ai gọi điện thoại nữa thế. Alo. Cháu chào bác. Anh Chính có nhà không hả bác? Chính à? Chính đến trường mà cháu. Dạ, chưa nào hả bác? Trường Chính dạy học ở đó đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu chào bác ạ. Em ơi. Dạ. Chị có việc phiền đến em. Nếu có ai đến tìm chị thì bảo chị đi rồi nhé. Dạ vâng ạ. Em cầm lấy thanh toán giúp chị. Em cảm xin ạ. Cái hồi thầy học năm thứ nhất ấy, nhà trường tổ chức một giải đá bóng. Hồi đấy thầy gầy như cái que nhưng khỏe lắm. Thầy nhớ thầy đá hậu vệ, người ta gọi là đá thòng ấy. Hôm ấy chẳng hiểu sao lại mặc một cái quần dài rút, phải cho áo trong quần. Lúc thoát bụng lại đỡ bóng, bụng nhỏ lại, tí nữa thì tụt quần. Chưa hay bằng chuyện của em. Kể đi em, đừng ngại. Thầy biết không, hồi lớp 5 có lần cô giáo gọi em lên bảng về tội mất trật tự. Nhân lúc cô quay đi, em chẳng hề quay về phía các bạn, chả vừa làm kịch câm, hai người ôm nhau như thế này này. Các bạn em bó ra bàn cười. Cô giáo nhìn thấy, quay lại nhìn em, hỏi em làm gì đấy. Em trả lời, thưa cô, em ngứa. Cô nghĩ thế nào, lại thương, cho em về chỗ. Em làm sao thế hả? Thỉnh thoảng, mình là thế đấy thầy ạ. Mình là nghệ sĩ, nhiều tài lẻ, nên nó phải mơ màng mới đúng kiểu nhà thơ. Thật hả Minh? Thôi, thầy phải đi có chút việc. Hôm nào rảnh rỗi thì cho mình lại đi chơi nhé. Chị ơi, gửi tiền ạ. Vâng, 8.000 anh ạ. À, từ nay về sau có chuyện gì khó xử, các em nhớ phải nói với thầy, thầy sẽ giúp. Hiểu không? Thế nhá. Vâng ạ. Em chào thầy. Anh ơi, anh cho em hỏi, có phải tối nay anh Chính có việc ở đây không ạ? Không, anh không có ở đây. Thế hả anh? Ừ. Em cảm ơn anh. Em chào anh. Ừ. Ôi giời. Cái anh này. Tôi xin lỗi. Dùng gì ạ? Cho hai nước cam nhé. Em ơi, dạ. Cho anh hỏi, lúc nãy có chị nào đi một mình ngồi ở đây không ạ? À, dạ có đấy anh ạ. Chị đi lâu chưa hả em? À anh ơi, chị cũng đi khoảng được một lúc rồi đấy ạ. À thế, cảm ơn nhé. Dạ vâng. Thủy à, anh xin lỗi, anh đến hơi muộn thì em đã bỏ về rồi. Anh có việc ở trường và tôi cũng đã xuống trường. Anh xin lỗi, anh gặp mấy đứa học sinh, mải câu chuyện với chúng nên... Tôi hiểu,
Anh còn lý do nào hay hơn nữa không? Lúc nào cũng học sinh, học sinh. Không thể tưởng tượng được anh Chính à. Tôi hỏi tại sao Quốc Anh và Huy không tập thể dục? Chúng nó hỏi tôi là tập thể dục để làm gì hả thầy? Quá ngạc nhiên. Nhưng tôi vẫn phải giải thích với chúng nó là tập thể dục để có sức khỏe, để... Mà chúng nó nói cũng đúng thật. Một tuần tập có một buổi thì khỏe thế nào được? Quốc Anh hỏi tôi: em khỏe rồi có phải tập nữa không hả thầy? Tôi mới nói là em khỏe tới mức nào. Tôi kể chuyện này Chính nghe mới sững sờ. Quốc Anh nói với tôi là em xin phép được thi chống đẩy với thầy. Nếu thầy thắng thì thầy bảo gì em cũng nghe. Còn nếu thầy thua thì từ nay về sau thầy đừng bắt em tập nữa. Thế anh có nhận lời không? Lúc đó bực quá, tôi mới mắng cho cậu ta một trận tơi bời khói lửa. Hôm sau nghĩ lại thấy mình dại quá. Chúng nó còn nhỏ, cũng như con cháu mình cả thôi. Vâng, em hiểu rồi. Về đám trẻ này, mình không thể dùng lời mà thuyết phục được, mà phải làm chúng nó nể bằng hành động. Sắp đến giờ của anh chưa? Tiết sau là giờ của tôi. À, mà nếu thi thì liệu anh... Sức khỏe mà anh thương binh như mình thì... Xông pha trận mạc thì không run. Bây giờ khéo lại thua bọn trẻ chứ. 1, 2, 3, 4. Bật cao lên các em. 2, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2. Thẳng cái chân ra. Mấy cậu này đứng dậy đi vào hàng. Chào thầy. Chào thầy. Chúng em chào thầy ạ. Dạ, xin phép thầy cho tôi nói chuyện với các em một chút nhé. Xin mời thầy. Vâng. Hùng, Quốc Anh, Minh, Thái, bước lên phía trước. Tại sao giờ thể dục các cậu không chịu tập? Đây là giờ học, là lớp học hay là nhà các cậu? Tôi đã nghe thầy Cao nói, các cậu quá lắm rồi đấy, hiểu chưa? Nào, trong các cậu ai là người khỏe nhất? Tôi hỏi ai là người khỏe nhất? Sao? Bây giờ cậu thích thi môn gì? Kéo xà đơn hay hít đất? Sao? Không dám à? Cứ thử đi. Nếu tôi thua, thầy Cao sẽ cho cậu 10 phẩy môn thể dục. Và từ giờ đến cuối năm, cậu sẽ được miễn môn này. Đồng ý chứ? Ui, 10 phẩy môn thể dục á? Ui, sướng thế. Sao phải lên thi đi? Người chống hẹn đời với thầy cơ. Ui, 10 phẩy cơ. Đàn ông con trai mà lại sợ sệt thế à? Khoan, tôi chấp cậu 50 lần trước đấy. Oh,
Hoan hô thầy chính. Còn các em đứng thành hai hàng tập hợp. Các cậu chưa khỏe lắm đâu, đừng có bỏ học nữa nhé. Hôm nay tôi cảnh cáo bốn em trước lớp, không phải vì tội trốn học, mà là vì tội xúc phạm người khác. Các em có biết thầy Cao năm nay bao nhiêu tuổi không? Các em có biết thầy Cao là một thương binh không? Tôi thành thật xin lỗi thầy vì đã không bảo ban được học sinh của mình. Cảm ơn thầy chính. Mời thầy tiếp tục giờ giảng. Chúng em xin lỗi thầy ạ. Mong thầy tha lỗi. Được. Thầy chấp nhận lời xin lỗi của các em. Nào, bây giờ chúng ta lại tiếp tục giờ học. Thôi, cho anh xin lỗi. Hôm đó anh mải nói chuyện với bọn trẻ quá. Anh biết nói dối từ khi nào thế? Thôi vậy, anh không thành minh với em nữa. Anh lúc nào cũng chỉ bọn trẻ thôi. Anh nên thực tế một chút đi. Nghề thầy giáo bạc như người lái đò ấy. Năm nay học sinh này, sang năm học sinh khác. Em thử hỏi, đồng lương của anh liệu có nuôi nổi con sau này hay không? Anh không nghĩ em lại tính toán thực dụng đến như thế. Nếu như ai cũng tính toán như em, chắc chẳng có ai tồn tại ở cái nghề này cả. Vâng, em tính toán, em thực dụng. Nhưng cũng là em lo cho anh, lo cho em, lo cho cuộc sống của chúng ta sau này. Nếu như anh muốn quan hệ của chúng ta tiến đến hôn nhân, em đề nghị anh phải bỏ nghề. Nhưng anh chỉ sợ công việc trái ngành trái nghề đó không biết nó có phù hợp với mình hay không. Và bây giờ anh lại thấy quý bọn trẻ. Em hiểu rồi. Anh quý bọn trẻ hay là quý đồng nghiệp cũng nên. Em nói gì anh không hiểu. Anh thì cần gì phải hiểu. Anh bây giờ cần sự nghiệp chồng người, chứ còn thiết gì đến ai. Hẹn hò thì toàn giờ rất cao su, lúc nào cũng nhỡ hẹn. Tao đây. Mày bình tĩnh đã. Bỏ tao ra. Mày không được làm thế. Chúng mày làm hỏng hết kế hoạch của tao. Biết thế, về đã. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Khoan đã, các em đi học muộn đấy nhé. Minh đâu? Dạ. Sao lại đi hai người thế này? Dạ, bạn Minh bị ốm ạ. Chết thật, hôm qua cậu ta vẫn khỏe cơ mà. Dạ, xin phép thầy em đi ạ. Sáng đến giờ, mày đã ăn uống gì đâu? Hay là mày về nhà đi? Thôi, không nói chuyện này nữa. Sáng nay, bọn tao đã gặp thầy chính. Thầy có hỏi gì không? Thầy hỏi mày đâu? Bọn tao bảo mày bị ốm. Tao thấy, thầy là người tốt. Tao cũng tiếc lắm. Còn chúng mày, ở lại cố mà học. Đừng ham chơi, đừng bỏ học.
gia đình tao thế là tan nát hết rồi. Tao sẽ là một đứa trẻ không gia đình. Mày đúng hay đọc chuyện nhiều quá. Nghe mày nói cứ như là bước vào trong tiểu thuyết ra. Tao nói thật đấy, không phải tiểu thuyết đâu. Tao quyết rồi, tao không chịu được. Khi hàng đêm mẹ tao khóc, tao không ngủ được. Muốn làm một cái gì đó cho mẹ tao đỡ buồn. Hay là tao trả thù? Bọn mày thấy thế nào? Trả thù? Còn cách nào khác không Minh? Chắc là không. Bọn mày đừng lo, tao mới 16 tuổi. Nếu có sao, chắc chỉ 20 năm tù. Già tù, tao còn trẻ chán. Cảm ơn bọn mày. Mong bọn mày giữ kín chuyện này cho tao. Tao làm, tao chịu. Thôi, bọn mày về đi. Thái, mày có cách nào ngăn thằng Minh lại không? Tao thấy lo lo, nhỡ làm chuyện gì thì... Nếu là mày, mày sẽ làm cách nào? Có khi... Tao cũng làm như nó, chứ trả thù kiểu gì. Giết người chắc, tao không nghĩ vậy. Khó xử nhỉ, tội nó quá. Con muốn thưa chuyện với bố. Con đang định xin làm nghề khác. Con thôi nghề dạy học ạ. Tùy con, bố không can thiệp. Con đã lăn lộn với đời, đã từng qua quân ngũ, chắc con tự quyết định được đường đi của mình. Bố chỉ có một lời khuyên. Dạ, con nghe. Con thấy chán làm nghề thầy giáo thì hãy chuyển, còn không thì thôi. Bởi nhiều khi trong cuộc đời, không gì thú vị bằng được làm công việc mình thích. Tiền bạc là quý, nhưng không phải là thứ mang lại niềm vui hay hạnh phúc. Dạ, con hiểu ạ. Hùng, Thái, đứng lại. Các cậu đi đâu đấy? Dạ đâu, bọn em chỉ... Các cậu định bỏ tiết đấy hả? Thôi được rồi, lần này tôi tha. Nhưng tôi không thích chuyện này tái diễn lại một lần nữa đâu. Các cậu vào lớp học đi. Hùng, Thái. Dạ. Thế bảo gì bọn em ạ? Chiều nay hai cậu đưa tôi đến nhà Minh, xem cậu ta khỏi ốm chưa? Dạ, có lẽ... Sao hả? Có chuyện gì đúng không các em? Đi, theo thầy về văn phòng, kể cho thầy nghe mọi chuyện. Sao những việc nguy hiểm như thế mà các em không báo cho thầy biết? Chờ thầy một phút. À.
Anh Chín, anh đi đâu mà vội thế? Chị cho tôi mượn cái mũ bảo hiểm. Minh ở trong đó thầy ạ. Thầy và Thái vào trong, em ngoài chờ. Đây hả em? Nó ở trong đấy ạ. Không có ai ở đây cả, Minh đi rồi. Nó chuẩn nhanh thật, em nghĩ nó chỉ ở quanh đây thôi. Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi, Minh ơi. Nó, em chờ thầy. Tại sao có nhà cửa đàng hoàng mà lại ra đây ở? Mẹ em có biết em bỏ nhà không? Dạ không. Em nói sang nhà bạn Thái học nhóm mấy ngày nên mẹ em tin. Thế này Minh ạ, thầy đã nghe Hùng và Thái kể lại hết mọi chuyện của em rồi. Đừng trách oan các bạn, Hùng và Thái chỉ muốn tốt cho em thôi. Thầy cho rằng ý định trả thù của em là cách xử sự tồi tệ nhất. Em có thể nghe thầy nói mấy câu trước khi em đi được không? Vâng ạ. Thế này nhé, em làm như vậy sẽ được gì và mất gì? Liệu em đã tính chưa? Ừ, cứ trỏ là em sẽ trả thù được. Rồi sau đó bố em có quay về với mẹ con em không? Mẹ em đã khổ vì bố em, nay lại phải nuôi thêm một thằng con ở tù. Liệu đó có phải là cách em làm cho mẹ em bớt khổ không? Mẹ ơi, em khổ quá thầy ơi. Em thương mẹ em. Thầy hiểu em mà Minh. Nhưng em lớn rồi, làm việc gì cũng phải tính trước sau. Em hiểu không? Vâng ạ. Ai mà chẳng thương mẹ. Nhưng em nghe đây này, việc của em bây giờ là phải quay về nhà mình ngay, không được ở lại đây nữa. Thầy sẽ giúp em. Đi. Tự nhiên đi anh. Anh Sơn à, bây giờ tôi có một cuộc họp với bộ, có lẽ tôi cũng không đợi được đâu. Để khi khác sẽ lấy hồ sơ và gặp cậu ấy sau. Tôi nghĩ chắc cũng chưa gấp lắm. Dạ, chú đợi thêm một lát nữa được không ạ? Bạn cháu bảo sẽ đến ngay bây giờ ạ. Anh Sơn và cháu hết sức thông cảm. Hôm nay tôi có cuộc họp rất quan trọng, tôi không thể bỏ được. Vậy hẹn anh và cháu khi khác. Vâng, chào anh. Chào anh. Anh có phải là bố cháu Minh không ạ? Vâng. Tôi là thầy giáo của em Minh. Mời thầy vào. Cảm ơn.
Mời thầy uống nước. Cảm ơn. Thầy giáo tìm tôi chắc là có việc. Anh có biết là con anh bây giờ như thế nào không? Tôi không hiểu ý thầy. Tôi đã gặp em Minh và tôi đã nghe em nó kể hết mọi chuyện. Tôi không biết chuyện riêng của anh là như thế nào và tôi cũng không cần quan tâm. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh một đứa bé mới 15, 16 tuổi đầu sắp trở thành kẻ phạm tội chỉ vì người lớn chúng ta. Tôi không tin thầy giáo ạ. Con tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Không, nó không còn là một đứa trẻ nữa. Và tôi nói để anh biết, nhìn mắt nó, tôi thấy rằng nó dám làm tất cả những điều mà nó nói. Tôi không biết tất cả những chuyện khác, nhưng anh không thể để cho con mình sống mãi trong tình trạng đó được. Xin lỗi thầy, tôi hiểu. Nhưng cho tôi hỏi thầy một câu được không? Được, anh cứ hỏi đi. Thầy đã yêu... Ồ không, xin lỗi thầy. Ý tôi muốn nói là thầy đã gặp một tình yêu đích thực bao giờ chưa? Rồi thì sao? Mà chưa thì sao? Vợ tôi, tức là mẹ cháu Minh, cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy thô mộc quá. Còn tôi thì biết nói thế nào để thầy giáo hiểu. Trước kia chúng tôi lấy nhau cũng bởi vì quen biết nhau từ nhỏ, là do gia đình hai bên vun vén vào. Mà khác biệt lớn nhất của chúng tôi đó chính là quan niệm sống. Tôi hiểu. Khi tôi sang nước ngoài học, tôi đã gặp Thanh, tức là bạn gái của tôi bây giờ. Cô ấy đã thắp sáng trong tôi những thứ mà từ lâu tôi tưởng đã nguội lạnh. Tôi hiểu rằng đó là tội lỗi. Chính vì vậy mà khi về nước, tôi đã không dám gặp mặt hai mẹ con cô ấy. Tôi hiểu anh Quang. Mâu thuẫn chính là ở chỗ đó. Anh đã mắc sai lầm, nhưng anh lại không dám đối diện với hiện thực. Đúng vậy. Thế này nhé, tôi sẽ giúp anh. Bằng cách nào? Anh hãy gặp con trai mình, và chính nó sẽ giúp anh tìm lại chính mình. Thầy tin vào điều đó? Vâng, bởi chính tôi đã bắt đầu tìm lại được mình từ chúng nó. Tại sao anh phải lao tâm khổ tứ đến như vậy? Trong khi đó, chuyện của mình thì bỏ. Em không hiểu ý anh như thế nào nữa. Có một lý do như thế này mà hình như anh đã kể với em rồi thì phải. Khi bằng tuổi những đứa học sinh của mình bây giờ, anh cũng có nhiều ước mơ lắm. Đầu tiên anh thích trở thành phi công vì lúc ấy anh cũng rất khỏe. Rồi anh lại thích trở thành luật sư vì bạn bè và gia đình anh nói anh có tài diễn thuyết. Vậy mà mọi ước mơ đều tan thành mây khói khi anh thi trượt đại học. Vì quá ham chơi mà. Mà thời điểm đó nếu không đỗ đại học thì phải đi bộ đội. 2 năm trong quân ngũ anh đã học được rất nhiều điều. 2 năm đó cái ước muốn được đặt chân vào cổng trường đại học lại lớn hơn bao giờ hết. Hết nghĩa vụ, đơn vị có cử anh đi học sĩ quan, nhưng anh từ chối. Nhưng tại sao anh lại chọn nghề sư phạm? Rất đơn giản, vì lúc đó anh nghĩ đây là trường dễ thi. Trong quân ngũ 2 năm, kiến thức của anh bị rơi rụng gần hết. Ra quân anh chỉ còn có vài tháng để ôn lại tất cả. Có lẽ anh khác em. Em không hiểu ý anh. Là vì tất cả đến với em quá dễ dàng. Em thi đại học, đỗ rồi đi học. Học xong ra có người lo cho việc làm, thế là đi làm. Và bây giờ em cho rằng công việc của anh là chán ngắt, là không có tương lai, đúng không? Những ngày trong quân ngũ anh học được một điều,
là mình phải làm tốt công việc của mình trước đã. Nói thật với Thùy, anh thấy hài lòng với công việc của mình bây giờ. Và như thế anh cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ anh không phù hợp với cuộc sống bon chen trên thương trường. Chẳng có ai là tự nhiên hợp với nó cả. Chỉ có điều chắc anh không thích. Em không phải là anh nên em không thể hiểu. Chúng ta khác nhau về quan niệm sống. Có lẽ em sẽ ra đi. Như vậy sẽ tốt hơn. Thời gian và khoảng cách, cả hai thứ đó sẽ trả lời cho chuyện của chúng ta. Con định đi thật à? Mà sao cứ nhất định phải vào làm trong đó? Mẹ ơi, thanh niên bọn con thích đổi mới lắm, thích mạo hiểm. Cái Thanh bạn con cũng đang thành lập công ty ở trong đó. Nếu đợt này con vào mà cảm thấy phù hợp thì bọn con làm chung luôn. Chứ không phải con đi vì con và Chính giận nhau à? Thế con đã nói chuyện với nó chưa? Rồi ạ. Chưa. Mẹ nghĩ con nên nói chuyện với nó. Chính nó là người tốt. Trước kia bọn con là sinh viên. Đối với bọn con lúc đó, một anh bộ đội xuất ngũ đi học, học giỏi, đẹp trai, có nhiều tài lẻ. Quả thật, đó là ước mơ của tất cả các nữ sinh viên. Nhưng bây giờ, con xin phép mẹ cho con được nói thẳng. Con là con gái, con không thể trao cả cuộc đời mình cho một người thầy giáo làng gàn được. Đồng ý là anh ấy có lý tưởng, nhưng sau này bọn con sẽ sống bằng gì? Nếu anh ấy không có tài lại đi một lẽ, đằng này con nghĩ con và anh ấy không hợp. Đàn ông gì mà chẳng ga lăng gì cả, thấy phụ nữ hỏng xe mà cứ trơ thổ địa ra như thế. Thế phụ nữ gì mà thiếu lời nhờ thế hả? Ít ra thì cũng phải nói một lời nhờ vả chứ. Thế mày đã chia tay với ông gió làng của mày chưa? Tao thấy chán quá. Thời buổi bây giờ mà tư tưởng sống cứ như người âm lịch ý. Thời gian thì dành hết cho nhà trường và lớp, mà bỏ thì thương, vương thì tội. Bọn mày yêu lâu lắm rồi mà. Đến giờ phút này mà tiểu thư vẫn còn chưa hiểu Đức Lang Quân tương lai thì bao giờ mới định cưới hả? Tao nghĩ là bọn tao tạm xa nhau một thời gian rồi tính sao. Mà mấy hôm nữa bọn mình đi rồi, mày cứ cho tao ghé qua trường, tao đưa cho anh Chính bức thư, coi như là lời từ biệt. Chứ gặp nhau nói nhiều lại thành ra cãi nhau. Đó, ông bà còn lãng mạn chán. Thời buổi này thứ mới trả từ, cứ như là thời chống Mỹ ấy. Cái con quỷ này đang nẫu hết cả ruột lên mà còn cứ đùa. Rồi đi. Anh Chính giỏi thật đấy. Chỉ sợ chị Dung không tin tưởng thôi. Chứ có khó khăn gì tôi đây sẵn sàng giúp đỡ. Tao nghĩ mày đừng quyết định gì vội. Đỗ lại. Mày làm sao đấy? Có chuyện gì thế? Mày nhìn kìa, ông giáo làng của tao đấy. Tưởng gì, hóa ra đang tán tỉnh đồng nghiệp. Trông cũng được đấy chứ. Cần xem lại lòng chung thủy thôi. Tao với mày ra phòng vé cho nhanh. Đi.
Lúc về già, ta sẽ mua một căn nhà nhỏ ở bên bờ suối, xóa tóc như mấy ông đạo sĩ ở trong phim trường Hồng Kông ấy. Ta sẽ dựng một giá vẽ lên để ngày đêm vẽ những bức tranh ca ngợi về quê hương đất nước. Thằng này xem nhiều phim quá nên loạn óc mất rồi mình ạ. Tao lại thấy thằng Thái nó có lý. Mà Thái này, sao mày không đi học vẽ, để mấy năm nữa thi vào mỹ thuật? Tao cũng muốn làm đấy chứ, nhưng nghe nói học mỹ thuật tốn tiền lắm, mà nhà tao làm thiếu điều kiện. Ông anh tao hứa khi nào học xong đại học sẽ cố lo tiền cho tao, nhưng đợi ông ấy thì lâu lắm. Thế còn mày? Tao á, tao chỉ thích làm một nhà nghiên cứu. Chúng mày cười cái gì? Tao nghĩ mày chỉ là nghệ sĩ là hợp. Không, tao muốn làm nhà nghiên cứu vật lý. Từ lâu đó là công việc ưa thích của tao. Tao muốn phát minh ra một cái gì đó mới. Hay đấy, khi nào có tiền nhớ cho anh em nhá. Chúng mày là đệ tử. À, không, ý tao muốn nói chúng mày là đàn em. À không, là bạn của tao. Có thế chứ. Mẹ mày thế nào rồi hả Minh? Trước kia tao cứ tưởng mày sướng lắm, có bố ở nước ngoài gửi tiền về. Hóa ra mày chẳng sướng bằng tao. Nhà tao rách thật đấy, nhưng bố tao vui tính lắm, chẳng bao giờ mắng ai cả. Tao nhớ có lần mẹ tao đi chợ bị bọn chúng móc túi, về nhà khóc lên khóc xuống. Bố tao đã không mắng thì thôi, lại còn hát inh ngỏi lên. Thì bố mày hát thế nào? Bọn mình nghèo có để thương thêm, ngày sau giàu có để thương thêm, thôi xin em đừng buồn. Đừng buồn Minh ạ, bọn tao không bỏ mày đâu. Nếu có gì mày về nhà tao ở, bố mẹ tao thương người lắm. Thế hôm nọ thầy chính mà giúp mày cơ mà. Thôi kệ ứng, chắc thầy bận. Mà thế là thầy quá tốt rồi, chẳng ai giúp được tao đâu. Tự nhiên mà làm sao thế? Chán đời. Chán đời thì ngày nào tao chả chán. Chán đến chục lần ấy. Sao? Có chuyện gì nói cho tao nghe. Mặt mày hôm nay lạ lắm. Tao sắp bỏ. Cái gì? Bỏ học á? Đợt này nhà tao làm ăn thua lỗ, anh ta phải bán cả xe đi. Tao quyết định ở nhà làm phụ xe tải kiếm tiền. Mai tao không đến lớp nữa. Anh ta bảo nghỉ ở nhà mấy hôm rồi lấy sức đi làm xa. Bố mẹ tao không cho, bảo bán nhà rồi về bên nội tao ở. Nên tao không chịu được cái cảnh làm thằng ăn bán. 15-16 tuổi rồi cũng phải tự đi kiếm tiền đi. Đừng làm thế Hùng ơi. Tao biết chúng mày tốt với tao, nhưng không ai giúp được tao đâu. Ngày mai là hạn cuối nộp học phí rồi. Tao sẽ giúp được mày. Mẹ làm con nhớ lại hồi con ôn thi đấy. Ăn đi con, độ này mẹ thấy con hơi gầy rồi đấy. Thời gian không còn nhiều. Nếu công việc vất vả quá thì xin nghỉ đi. Không được đâu mẹ. Ở các nơi khác có con hay không cũng được, nhưng ở cái trường huyện này học sinh cần con, làm sao mà con bỏ được ạ? Muốn dạy học con tìm chỗ nào kha khá mà dạy, chứ chỗ ấy mẹ thấy có ai muốn học đâu. Ai cũng cứ chăm chăm vào dạy trường điểm, trường chọn, vô hình chung các em học sinh ở những nơi khác sẽ rất thiệt thòi. Với con, cả lớp học con dạy cả lớp, một em học con dạy một em. Được, con đã nghĩ thế thì mẹ không còn phải lo gì nữa. Chỉ sợ mấy anh thanh niên thích lên rồi lại chán ngay ấy mà. Mẹ biết tính con mà. Ngang ngang, gàn gàn, đúng là một ông đồ. À không, là một anh đồ gàn mới đúng. Alo, tôi Chính đây ạ. Thế ạ? Sáng nay tôi vẫn thấy em nó đến trường cơ mà. Gia đình cứ yên tâm, tôi sẽ đến chỗ cũ tìm lại xem em nó có ở đấy không. Vâng, có thông tin gì tôi sẽ báo lại cho anh sau. Mà anh đang ở nhà Minh đấy à? Dạ vâng. Chào anh.
Có chuyện gì thế hả con? Dạ không mẹ ạ. Chuyện mấy đứa học sinh ấy mà. Mà thôi, con phải ra ngoài một lát đây. Cẩn thận con nhé. Hay là anh ra bến tàu bến xe tìm lại một lần nữa. Thường thường bọn trẻ bỏ nhà đi hay ra những chỗ đó lắm. Thằng Minh mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đi theo nó. Chắc là nó cũng không sao đâu. Có khi nó ngủ lại nhà mấy thằng bạn cùng lớp. Mà em làm gì cứ rối lên thế? Từ từ để anh tính đã chứ. Đúng rồi, hay là anh đi báo công an. Hay mày về đi, có gì mai tính sau, tao đưa mày về. Thôi, mà tao cấm mày không được nói chuyện này với thằng Hùng đâu đấy. Mày về đi. Minh, sao mày lại làm thế? Thằng Hùng là một thằng học được. Nhà nó lại nghèo thì lại càng phải học, để sau này có cơ hội thoát khỏi cái nghèo. Nó mà không học thì cơ hội thoát khỏi cái nghèo lại càng khó. Còn tao chỉ có một mình, chắc là không thể chết đói được. Mày nói có vẻ sâu xa quá. Mày không về, tao cũng không về. Tao sẽ ở đây cùng mày. Hiếm khi có dịp không ngủ ở nhà. Tao khác, mày khác. Mày phải về. Tao không cho mày ở đây đâu. Nhà mày sống có nề nếp, mày không thể bỏ nhà đi ngủ chỗ khác mà không xin phép bố mẹ mày được. Mày không sợ ngày mai mày về bố mày đánh cho như tử à? Thôi mày về đi. May quá không phải thằng Minh nhà mình. Em giận anh lắm phải không? Anh biết anh có lỗi với hai mẹ con em. Anh chỉ mong em tha thứ. Tôi có quyền gì để tha thứ cho anh? Tôi không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh. Có thêm thằng Minh, anh chỉ thêm gánh nặng. Anh cứ đi tìm hạnh phúc của anh đi. Để mặc kệ mẹ con tôi. Tôi đẻ được thì tôi nuôi được. Anh xin em, dù thế nào đi nữa thì thằng Minh vẫn là con anh, là dòng máu của anh. Anh không nuôi thì ai nuôi nó? Sao em lại... Hôm nay nó không về nên tôi mới gọi điện cho anh. Bao nhiêu năm anh sống ở nước ngoài, anh có đoái hoài gì đến sự sống chết của nó đâu. Một mình tôi lăn lưng ra làm để nuôi nó. Mọi người rồi họ hàng cứ tưởng tôi sung sướng lắm. Nhưng họ có biết rằng anh không hề gửi cho mẹ con tôi một xu nào không? Khi về nước, anh ra ở riêng ngay. Anh có thèm đếm xỉa gì đến mẹ con tôi đâu. Minh! Minh! Thầy à? Sao? Có chuyện gì mà không về nhà? Thầy đã nói với em rồi, có việc gì phải bảo với thầy, thầy sẽ giúp. Em là mất xe đạp rồi. Mất ở đâu? Mà em phải về nhà để báo công an chứ. Nào, đứng dậy, nhanh lên.
Không phải mất hẳn đâu thầy ạ. Thế là thế nào? Thầy không hiểu. Em nói cho thầy nghe xem nào. Đàn ông con trai dám làm dám chịu. Em đặt xe lấy tiền cho bạn Hùng. Bạn ấy mà không có tiền chắc là phải nghỉ học. Đứng lên. Tưởng các cậu có chuyện gì nghiêm trọng. Mà này, em vẫn chưa coi thầy là bạn đâu đấy nhá. Những chuyện như thế này, nói cho thầy một câu thì các em đâu phải làm những chuyện dại dột như thế nào. Nhưng em lo mẹ em mắng. Đã sợ thì đừng làm, mà đã làm thì đừng có sợ. Nào, đứng lên. Mai đưa thầy ra chỗ đặt xe, lấy xe xong thầy sẽ đưa em về. Anh đã gửi đơn ra tòa rồi. Chắc là chỉ vài ngày nữa tòa sẽ gọi. Anh không có nhu cầu về việc chia tài sản. Ngôi nhà này hai mẹ con em toàn quyền sử dụng. Còn về việc nuôi nấng thằng Minh, em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm. Anh xử sự thế nào thì tùy anh thôi. Tôi lâu nay sống không có anh, quen rồi. Tôi chỉ lo một điều. Thằng Minh đang ở tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con. Tâm lý không ổn định. Nó có thể làm những điều mà mình không thể ngờ tới. Anh nhấc máy đi. Alo, tôi Quang đây ạ. Hả? Đã tìm thấy cháu rồi ạ? Sao? Ôi, may quá. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ vâng ạ. Đêm nay cháu sẽ ngủ lại nhà thầy ạ. Dạ vâng, tốt quá. Dạ, chào thầy ạ. Thằng Minh sao rồi? Thằng Minh nó sẽ ngủ lại ở nhà thầy chính đêm nay. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi. Anh cũng phải về thôi. Nếu có việc gì thì gọi điện cho anh. Gì cả. Chuyện cũng không lớn lắm đâu. Thời trẻ ai chẳng có sai lầm. Em yên tâm, có lỗi thì ta sửa. Sợ nhất những người có lỗi mà không chịu sửa ấy. Thầy có tin rằng em sẽ trở thành một người tốt không? Thầy tin chứ. Khi em mới đi học, em cũng chăm chỉ lắm chứ. Ừ. Nhưng càng học lên cao, em càng ham hiểu biết. Nhưng cứ khi nào em hỏi các thầy cô, các thầy cô lúc thì không trả lời em, lúc thì bảo em hỏi lạc đề. Em đọc sách, thấy sách nói khác, đem đến hỏi thì thầy cô lại mắng em, làm em chán. Hơn nữa, các bạn cùng lớp, nhiều bạn coi em là thằng gàn dở, hâm hấp. Lại thêm năm vừa rồi, nhà em có chuyện. Thầy hiểu, thầy hiểu em. Thầy rất tin ở em. Nhưng nói tóm lại, thầy không thích nhìn đàn ông khóc, không thích một chút nào cả. Bây giờ em cố gắng ngủ đi, mai chúng ta còn rất nhiều việc.
Em đi đâu đấy hả? Chào thầy. Chào anh. Chào bố đi em. Mời thầy vào nhà. Vào nhà đi con. Kìa, vào nhà đi em. Thế này anh Quang ạ, thế là công việc của tôi đã xong. Nghĩa là tôi mang Minh đến gặp anh. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài để cho hai bố con nói chuyện. Nếu anh cảm thấy không tiện thì để lúc khác. Tôi sẽ đưa em nó đến sau vậy. Nếu không vội, mời thầy ngồi lại đây với bố con tôi. Tôi ra ngoài có lẽ tốt hơn. Thầy cũng như người nhà cả. Tôi nghĩ rằng chẳng có điều gì phải e ngại. Thầy cứ ngồi lại đây với bố con tôi cho vui. Chắc con giận bố lắm phải không? Bố xin lỗi. Cho dù con đã lớn, nhưng còn những chuyện con không hiểu nổi đâu. Nhưng con đừng quan tâm đến những chuyện này. Bố hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con. Bố nói dối. Bố, bố chẳng có chút tình cảm nào với mẹ con hết. Không, bố không nói dối. Bố. Kìa, em cứ nghe bố nói hết đã. Một lần nữa bố xin lỗi con. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bố mong rằng con hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông. Bố đang dự định cho con đi du học ở nước ngoài. Con đừng làm bố thất vọng. Con không cần du học. Điều duy nhất con cần là một mái ấm gia đình. Nhưng bố đã làm con thất vọng. Đúng, bố đã làm con thất vọng. Nhưng bố sẽ cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Con không tin. Thứ tốt đẹp nhất bố mang về đây, về cuối ngôi nhà mà không phải dành cho mẹ con. Con thử hỏi bố, từ ngày bố về nước, đây là lần đầu tiên con gặp bố. Thông cảm cho bố. Bố có nỗi khổ riêng của bố. Khi nào lớn con sẽ hiểu. Con không cần phải hiểu. Cháu Minh, đây là việc của người lớn, không phải việc của em. Ta về thôi. Kìa, anh có sao không? Thái, Hùng. Em chào thầy ạ. Các em vào cả đây. Chào thầy. Chào các cháu. Chào cô ạ. Kìa con. Mẹ, con có làm sao không? Không sao. Mời thầy vào trong nhà ạ. Vâng. Chuyện có gì đâu. Mình thấy Hùng không có tiền đóng học nên đặt xe để đưa tiền cho bạn. Mời thầy ngồi ạ. Vâng. Đấy, xong rồi sợ mẹ mắng nên không dám về nhà. Các cậu là lòng vòng lắm đấy nhá. Thế còn cái xe con đang đi.
Cũng may chị ạ, chỗ đấy lại thân với bạn tôi, đâm ra cũng chẳng có gì phiền cả. Người ta chỉ lấy lại tiền đặt cọc của các cậu thôi. Mời thầy uống nước ạ. Xin chị. Thế bao nhiêu tiền để tôi còn gửi lại thầy ạ? Dạ thưa cô, đây là số tiền bạn Minh cầm xe đưa cho cháu. Cháu định mang sang đưa cho cô từ hôm qua, nhưng sợ Minh giận cháu. Thôi được rồi, mọi việc coi như là xong. Còn Hùng, thầy sẽ nói chuyện với bố mẹ em sau. Bây giờ chính phủ có nghị định 157 dành cho các đối tượng học sinh sinh viên nghèo vay vốn, cho nên các em không sợ nghèo mà thất học đâu. Các em dại lắm. Từ lần sau nếu có việc gì thì phải báo cho bố mẹ hoặc thầy cô biết, không được tự tiện làm việc gì, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi chết, tôi có việc phải đi. Chào chị. Dạ vâng. Chào các em. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng. Ôi Hùng ơi, Minh ơi, hôm nay bọn mình phải đến trường để tập bóng. Tập làm gì? Để đá giải trường. Thầy chính làm trưởng ban tổ chức đấy. Thật á? Yeah. Nào, trong lớp mình, ai sẽ chứng minh được hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau? Thầy mời Yến. Thưa thầy, không được ạ. Vì hai đường thẳng song song không cắt nhau. Nếu cắt nhau thì không song song ạ. Đúng rồi. Nào, ai có ý kiến khác nữa không? Em ạ. Thầy mời Minh. Lên rồi. Có thế này lên. Quá. Sao nó tô đậm cái đường? Tô đậm đi nhỉ? Hai đường kia rồi. Thưa thầy, theo em thì hai đường thẳng song song có thể cắt nhau ở vô số điểm. Hình bên em vẽ là hai đường thẳng song song trong một không gian. Còn hình bên phải là em vẽ hai đường thẳng song song trong một không gian khác. Từ không gian này ta mới thấy được hai đường thẳng ấy cắt nhau ở vô số điểm và chúng khít lên nhau. Thưa thầy, em còn một giả thuyết nữa mà chưa thể chứng minh được. Ví dụ như khi em ngắm hai đường thẳng song song, em thấy chúng gần sát vào nhau mà là xa lắm. Có thể chúng sẽ cắt nhau ở vô cực. Em chưa chứng minh được, nhưng em cứ nghĩ vậy. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Thầy tặng Minh 1 điểm 10 cho sự sáng tạo. Các em có biết tại sao tiết này thầy lại hỏi câu hỏi này không? Là vì thầy muốn các em phải đào sâu suy nghĩ, không ngừng sáng tạo. Chứ không muốn các em như một cái máy, bảo sao nghe vậy. Có thể vấn đề thầy nêu trên chưa có lời giải đáp. Nhưng sau này, chính các em sẽ là những người giải đáp. Chân Thanh làm sao thế? À, chỉ hơi bị chậm chân thôi mà. Tưởng mày ngồi với anh Chính, hóa ra ngồi một mình à? Này, thế Thủy đã bảo với anh Chính là sắp vào Nam chưa? Anh ấy có quan tâm gì đến mình đâu mà phải báo. Thế vẫn giận dỗi nhau à? Này, cô kén chọn quá đấy. À, mà hôm trước ấy, tớ mới gặp anh Chính đấy. Anh gặp ở đâu? Chuyện ấy á, cũng liên quan đến cái chân đau này này. Khó hiểu quá. Dạo này học ở đâu cái thói ăn nói lấp la lấp lửng thế đấy. Cơm, làm gì mà vội thế? Nhắc đến người tình một cái là cuống hết cả lên rồi. Chả là anh ấy dẫn Minh, con trai anh Quang ấy, đến để hai bố con gặp nhau. Chắc là thằng bé giận dỗi gì bố nó ấy, nên chạy ra ngoài lao cả vào người Thanh. Cả hai ngã ra nên chân mới bị đau thế này này. Tưởng chuyện gì, anh ấy lúc nào cũng coi chúng nó như con như cháu ấy, nên thời buổi này mà có người như anh Chính là hiếm đấy. Mà cô cũng kén chọn quá, không cẩn thận là như tôi đây này, đi nửa vòng trái đất vẫn vớ phải ông có vợ. Đến bây giờ á thì lỡ giờ chả ra đâu vào đâu cả. Ngày mai Thủy cứ bay vào trước, còn tôi ở lại xem việc ly hôn của ông Quang thế nào đã. Này, nghĩ gì thế hả?
Nếu như mà Thanh chưa đi, có khi mình phải nghĩ lại. Thế là nghĩ lại rồi phải không? Lại sợ phải xa người tình rồi chứ gì. Thôi đi đồ quỷ, lúc nào cũng đùa được. Béo ôi chính kìa, chị phải dùng đồ chưa? Nhìn thấy trong vườn hết ba, nhìn đẹp trai hơn. Đưa bóng này, cứ lấy bóng ra. Tốp. Chúng em chào thầy ạ. Chào các em. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thầy sẽ là huấn luyện viên của các em. Các em yên tâm, thầy đã từng đá tiền vệ của đội tuyển trường đại học sư phạm rồi đấy. Thầy đã nhường chức trưởng ban tổ chức cho thầy Cao để quyết tâm rèn luyện đội bóng lớp ta cho thật oách, giành chức vô địch giải trường. Bây giờ thầy sẽ điểm danh vị trí. Ai là đội trưởng? Rồi, ai sẽ là thủ môn? Rồi, thầy cho phép các em gọi biệt hiệu. Thưa thầy, đội tuyển của lớp hôm nay ra sân gồm có số 1, Phan Viên Bát Huy, số 2, Paolo Quốc Anh, số 3, Trần Công Minh, trung vệ số 4, Văn Sĩ Hùng, số 5, Zidane Di Thái. Rồi, và đây, huấn luyện viên của các em, Alex Phơ Khu Chính. Tất cả, nghiêm. Chuẩn bị, khởi động. Khởi động em. Khởi động em. Rồi, bắt đầu chạy chậm hai vòng sân. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
và thầy thu yêu.